mình đang đi qua Hòn Gai nhé. Đang đi qua cái cầu cáp treo đường bao biển ở Hòn Gai, Bình Hạ Long ha. Là cảnh nhìn từ trên cao ha, mình xuống Bình Hạ Long. Mình đã mua vé online trước, mình đã đặt lấy vé thôi. Mình vô trong cái cổng này để mình đi lấy vé nha. Đây, đây là biểu tượng Sun World. Mình đã tới cáp treo rồi đó con, mình chuẩn bị đi cáp treo nha. Đây là khu vực đợi cabin tới của cáp treo nha. Khu vực đầu cáp treo này mình chụp ảnh khá là đẹp. Mình di chuyển lên bên trên một vị trí khách nên khá là đông đấy ạ. Nhà mình chọn một chỗ đẹp nhất để ngồi lại xin mời. Cảm ơn, xin cảm ơn ạ. Là cảm ơn nha. Về bàn ngồi trước này. Đây là khu vực mình sẽ đi cáp treo nha. Tới rồi, bây giờ đi xuống, đi vô chơi nha. Yeah. Đây là vào phía bên trong. Shopping. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi nha. Mình vô trong mình có một cái đi chơi ha. Nếu được ba mẹ cho con đi mạng thịt. Bây giờ mình sẽ đi ra đây để mình đi cái bán trượt của Samurai luôn con. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây đi làng trượt Samurai nhé. Đây là khu vườn Nhật nè. Đó, đây là khu vườn Nhật. Đây phong cách Nhật ha, đẹp quá ha. Đến đây là đi trải nghiệm làng trượt Samurai, chắc lại trò chơi cảm giác mạnh hay cái gì đây. Xếp hàng đi con. Biết không, hôm nay con đã trang bị gì con đang theo vậy? Dạ, bên cái đồ trang khăn. Cái đồ cái này mặc thì không mặc lại. Ok, cái đồ bơ đúng không? Vô đi kiếm em đi con. Đây, 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 đây. Đó, đúng không? Đây, đây kìa. Đây, 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 vô đi con. Hãy subscribe.